Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là mình này. Hôm nay tôi sẽ ghép bộ Lego gấu Beerus nè mọi người. Màu gì mà nó cứ xanh nè thế này mọi người nhỉ? Là do mình đặt đó mọi người ạ. Mình đặt bé gấu Beerus này là do hồi nhỏ mình có xem bộ phim hoạt hình công ty quái vật đó mọi người. Mình nhớ có hai nhân vật nằm ở công ty chuyên đi đánh cắp tiếng nét của trẻ em nè mọi người. Đó là quái vật một mắt tên là Warowski và một chú gấu Sullivan nè mọi người. Thế là mình đặt luôn em này để nhớ lại tuổi thơ mọi người ạ. Trời ơi, bộ này 40cm mà quá chi là nhiều mảnh ghép luôn ý mọi người ạ. Mới đổi ra thôi mà tôi đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Trước giờ toàn ghép mấy bé 12 con giáp không, bé xíu à. Có con 600 mảnh ghép thôi mà giờ bé này tận hơn 2000 mảnh ghép lận mọi người ơi. Chắc tôi chết quá mọi người ơi. Tôi tính xương xương bé 12 con giáp tôi hoàn thành mất 40 phút. Bé này 2000 mảnh chắc tôi ghép mất khoảng 3 tiếng là xong. Xong à. Nhưng không mọi người ơi, ghép rồi mới biết là quá chi là mỏi mọi người ạ. Tôi đã dành ra cả buổi chiều và tối thì mới ghép xong bé này mọi người ơi. Xương xương tầm 5-6 tiếng đó mọi người. Ghép xong bé này mắt tôi hoa mà cái lưng nó đã phải nói là đau muốn chết luôn mọi người ơi. Lúc này tôi ghép xong các mảnh của em đó rồi nè mọi người. Còn bước cuối nữa thôi là ghép các mảnh của em đó vào nhau. Tôi đã có em gấu Beerus Sullivan rồi mọi người. Chắc tôi phải để em nó ở đầu giường để đi ngủ không gặp phải gặp ác mộng nữa mọi người ha. Mọi người cùng ngắm thành quả thôi nhá. Trời ơi quá chi là đẹp luôn mọi người. Trời ơi tôi nhìn tôi ứng cái bụng nắm luôn mọi người. Trời ơi chắc đêm này phải ôm em để đi ngủ luôn mọi người ạ.